Xin chào, công nói tiếng Việt chứ. Xin chào. Xin chào, hôm nay ba mẹ con ở nhà hầm gà ăn. Con gà, hầm một con gà luôn. Hầm gà với mình mua gà này siêu thị này. Chịu mình xuống ăn thế. Hầm với quả táo tàu với cái gói trong này nó có cái gói sẵn để hầm ấy. Thì mình hầm mới cho mấy củ tỏi vào, mấy tỏi. Mời mọi người ăn cùng với mẹ con mình nha. Múc cơm vào. Thật to đi mà ngồi. Ôi chú xin phép, tức cầu vẫn nóng. Ôi vẫn nóng à. Thật to đi mà ngồi. Đưa mẹ rớt cho. Đưa mẹ lấy cho. Thật to đi mà ngồi. Con nào đi kế? Ăn kì mốt đi. Ăn kì mốt đi. Đồ đi kế. Wow, thật to đi mà ngồi. Chị ơi, để mẹ lấy cho. Ôi, đi kế. Cái gì cũng tan ra rồi, chắc. Cái gì cũng có cái hùng đã nộp cái gì đó. Nói chung là chưa đâu. Nói chung cũng không muốn. Ăn cũng không nhẹ. Đây. Yến nghệ bản thác. Mà cái gì cũng có cái hùng đã nộp cái gì đó. Nói chung là nước hầm gà ăn cũng ngon, nó ngọt. Bao bao đồ khác hết rồi đó. Toki toki đó toki. Nồi đây chiếu. Toki toki toki. Hô chớ. Mời cô chú ăn đùi gà với con nhé. Cứnhang, mướn mà chưa ăn đấy. Cứnhang mà bố lại giờ Đây là muối. Mình sẽ chấm với Đây là muối. Cứ làm nấu cùna muối tiêu ấy. Mà trong đó rất là đặc biệt. Nó rất là nấu rất là ô đúng chặt. Chấm ít một thôi chứ chấm nhiều lắm ạ. Thôi nấu sợi chi để ra cho mình. Ý thế là 이 맛이 나구나. 아, 내가 얻어서 마셔야 돼. 국물을 내가 얻어서 마셔. 아, 너무 짠. 엄마 도와주자. Mình sẽ ăn cánh. Vẫn còn nóng. Vừa mới hầm xong. Bữa trưa của ba mẹ con. Rồi chậm chậm. Nóng lắm. Hồ đầy bài. Hôm nay bây giờ là đang vào kỳ nghỉ đông cho bọn học sinh nhất, nên là ở trường không học. Hai đứa nhà mình được nghỉ ở nhà một tháng. Ngồi thẳng người con. Chích cho chị cô. Chị có tập cô. Ngồi. Con dưa lên cho mọi người xem đi. Con dưa lên cho mọi người xem. Thưa chị. Con dưa lên cho. Cho cô thử xem đi. Tương đương lên thôi. Cho gần vào. Nóng không? Phải cẩn thận.
Bỏ cái lên này xuống, cầm tay, con cầm hai tay con ăn đi. Con cầm thế là nó rơi, nó bắn hết ra ngoài đấy. Yeah. À. Mời cô chú đã. Con đừng cho đấy đâu, để vào đây nước. Để bắt cơm mà ăn, ăn với cơm. Đây là cái cổ. Nước này ăn ra nước phải để đổ nước này. Để cái đĩa súp vào đây, đĩa muối vào đây. Ngoài có chín chảo, có mặt thế bọc chín chảo. Không quá. Cái bà ra mà ăn ghế bẩn quá. Lấy xíu xúc nó cẩn thận. Ngon không? Đúng mặt. Quá. Đang đói. Từ sáng giờ chưa ăn gì. Chân xuống con. Cho thấy gặp phụt thơm. Cảm ý tên nhau mặn quá. Chân xuống con. Cho chân xuống. Ngồi cẩn thận ăn này làm sao không? Cổ. Cổ gà. Cổ này có gà đâu thế. Ăn không? Cổ gà. Con ăn không? Cổ gà. Cái này nhiều mỡ quá rồi mình vắt đi, mình không ăn ra. Vắt đi. Ăn con. Ờ đã bún một cái. Hả? Thật bẩn. Thế vui lắm. Ăn thêm một cái nụ gà. Thôi chỉ cua kèo. Không quá. Con gà là phao công ngon nhất rồi. Mình chăn nhất cái phao công. Quá nhìn cha mẹ tao luôn.
Con có ăn cơm không? Chưa. Con có ăn cơm không? Còn nữa. Sáng kia chú sư nằm mà sao quên cả không? Sao cả chú khác quên kéo? Ăn toàn, ăn toàn. Nhiễm là ngán quá. Nghĩa xước nhỏ ra để tí mình cho vào canh mình ăn với cơm. Bắt nước cũng còn nói. Ăn hết cái đùi gà đi con. Ăn hết cái đùi gà đi. Giờ mình sẽ ăn cơm với nước hầm gà. Táo tàu với tỏi mình cho cả củ vào. Hơi nhạt một chút. Nó thêm nước muối. Bây giờ mình sẽ xé thịt gà xé mình sẽ cho vào đây mình ăn cùng. Con ăn thịt gà không? Thịt gà. Cho đây không? Không mời con mua bầu. Hơi mặn một tí. Rồi, con ăn đi. Con miệng ngon hơn á. Mà có đồ máy nổ sớ. Bây giờ mình sẽ ăn cơm. Tại vì ăn thịt gà không ngán quá, mình ăn cơm. Mình sẽ ăn cơm với kim chi củ cải. Nó béo quá, nhiều váng mỡ nổi lên. Ngon không con? Mình Hàn Quốc là ăn cơm là không thể nào mà thiếu kim chi được. Kim chi cải thảo, kim chi củ cải này. Rồi kim chi làm bằng hành. Với kim chi làm bằng dưa chuột, dưa leo ấy. Ngon lắm.
맛있었냐 김치. 왜 자꾸 매콤? 왜 안에서 물리건 이나 이거? 아 왜 그랬어요? 엄마. 엄마. 응? 옆으로 가지를 견. 그런 거래? 엄마. 그럼 나 그 내가 왜 다리 그런 거지? 한 거만 민솔 왜 안 했겠니? 틀렸어. 틀렸어. 이렇게 틀렸어요. 엄마 다시 해줘. 엄마 나 매번 나? 근데 되는 거 항상. 어떻게? 너도 해도. 잘 나는 안 먹으면 이제 뭐는 저런 거 하는 거는 안 넣어. 엄마 김치 좀 넣은 거 안? 이렇게 속에 노랑 새 것도 있어. 아침에 했던 거. 무슨 노랑인데? 아 그거. 근데 안 해도 오는 거 아닌데 넌 안 넣은 거 아니냐? 뭐 안 돼? 막 그 mình rất đang rất là đói. 안 넣은 mấy miếng là ngán. 민선지요 와서 인사드려. 감사합니다. Các bạn đã xem video của mình nhá. 이제 인사.